Dạ. Tắt nhạc giùm em ạ. Em sẽ nói trước. Nhưng mà nhạc là phải không được có lời nhá. Không được lấy cái bản mà có lời nhá. Trời ơi. Ok. Và sau đây Hoàng Minh Duy cùng vũ đoàn sẽ được gửi đến quý vị một ca khúc với tên đề Ăn gì đây. Qua những món ăn ở nơi đây, mà xấu phố phường, những hàng quán ăn phê nữa. Cái chất bình dân đến lạ thường, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Mỗi cuối quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá. Thêm tí ớt tí chanh bổ chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Lang thang và nó ở từng con người chờ ăn. Ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu. Từ xưa đến nay không quan trọng quá và không cần bí mưu. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu. Lạc sang đến người bà chị, mặt thắng ở ngay hàng chiếu, đem được trọng nó ấu trĩ.